Xin lỗi gấu mẹ nha, đổ các chú gấu con luôn là wow, quá trời các chú gấu con luôn. Tịch, ta là bắt đầu đen. Mình là lớp trước xinh xắn đây. Tịch, ta là bắt đầu đen. Ta là bác gấu đây. Nhưng mà em đi cái kiểu gì ấy? Em đi kiểu gấu trúc. Trời ạ. Ủa, em có hẳn một con gấu trúc cơ. Ồ, lúc ra cũng chỉ có gấu thôi. Đây là gấu mẹ. Ở trong này rất nhiều gấu con. Trời ơi, đây là những chú gấu con thật này. Ui, xinh chưa này? Ô, đây không phải là con gấu à? Đây là kẹo gấu. Kẹo à? Chị ăn ngon lắm ấy nhỉ? Chị suốt là chị ăn ngon. Chị nhìn thử chị đi. Chị giống con gấu chưa? Nhìn đi, chị thấy kiểu gấu giống nhau không? Chị đẹp hơn gấu mà. Vừa chị cũng đẹp mà. Thôi gấu, đây ăn. Ăn nữa. Sợ quý, là chỉ có em mới hiểu chị nhất thôi. Chéo được, có ăn là vui. Chị bóc nhá. Mình bóc thế nào bây giờ nhỉ? Cứ xem ra. Đây. Xin lỗi gấu mẹ nha, đổ các chú gấu con luôn là không? Wow, quá trời các chú gấu con luôn. Trời ơi, lần đầu tiên chị được nhìn thấy một nhiều gấu con như thế này ấy. Trong này có hai viên sô-cô-la ấy. Oh, một chú gấu con. Bác đi ăn thế. Bác sẽ ăn đi. Không thế, trời ơi, gấu của tôi nhiều chưa? Một đống gấu luôn như một đống lợn con đi nhờ. Bác ăn thử không? Chị có ngon ấy nhờ. Chị bác ăn thử đi. Cho em lên trước. Thế nào? Ủa, nhanh luôn được à? Giòn đấy. Sô-cô-la. Giòn đấy. Uầy. Uầy, thơm đấy. Uầy, kẹo gấu này ngon thật đấy. Phần theo ấy, chị cũng phải mua về ăn mới được. Thơm quá. Uầy, cái này hai chị em mình ăn bao giờ mới hết nhỉ? Nhiều như thế này cơ mà. Ngày mai là Tết rồi đấy. Vui ngày mai là Tết đấy. À thế thì mình sẽ chia cho các bạn nhỏ cũng ăn. Biết rồi, khoe mãi rồi. Mấy hôm nữa chị cũng đi làm cho em xem. Sao chị lại đi làm giống em làm gì? Em dán hình mà. Thì chị cũng thích được như em mà. Sao chị thích? Bởi vì đẹp mà. Mình ăn đi. Mình ăn đi. Dối rồi. Dạ. Ăn đi. Nó không được. Đồ đáng yêu. Ôi, công nhận đáng yêu nhỏ. Nhìn này ai chả bảo giống bạn giống thật, đúng không? Một chú gấu. Gấu mẹ đã bị đứt đầu. Gấu mẹ đã bị chị xé ra mất rồi. Xin chào bạn Sushi. Mình là chú gấu nhỏ đây. Mình buồn ngủ quá. Và mình ngủ nhờ một hôm được không? Được. Hay nhở, làm sao mà người ta làm mà rất là thông minh đúng không? Chỉ là cái phong bì thôi nhưng mà nhìn giống nhỉ. Đó, chị sẽ cho hết các bạn gấu nhỏ vào đây nhá. Em không được bóc được. Các em gấu nhỏ dễ thương nhỉ. Không nhận. Ô nhưng mà kẹo gấu này ăn ngon mà. Rồi, bây giờ xách về nhà đi. Xong rồi mai chúng mình sẽ chia cho bạn nhỏ cùng ăn. Con à, con còn sót cái. Nhưng còn sót cái nào? Ô, con sót một con gấu bé. Đây. Đi, chị ăn rồi. Cụ thế là em. Em là con gấu nhỏ của chị mà. Chị mua em mà. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.